Hello các bác, em vào đề luôn nhá. Thì anh em mà quan tâm đến cái vấn đề về phối ghép loa bấm lì ấy, thì cứ vào xem những cái clip của em ấy. Em sẽ phối rất là nhiều những cái bộ. Chắc chắn là sẽ có những cái bộ hợp tai với các bác. Và chả phải đi đâu tìm kinh nghiệm cả, chỉ cần một cái kênh như em thôi, em sẽ làm. Thậm chí có những ngày em lên đến chục clip luôn về các loại phối ghép, các kiểu phối ghép khác nhau để gọi là phù hợp với cả mọi nhu cầu của anh em. Đấy. Clip này em sẽ ghép con 930V của Đền Ông với cặp loa JBL LX600. Đấy. LX600 JBL thì đánh được rất là nhiều âm ly Đền Ông khác nhau. Đấy, các bác có thể là các bác sẽ có rất là nhiều các câu hỏi khác nhau. Ví dụ như đôi JBL LX600 này mà có đang chơi với cả đờn ông 390 AE chẳng hạn. Đấy, thì em đánh như thế có hợp không? Đấy, những cái câu hỏi kiểu như thế em nhận được rất là nhiều. Tuy nhiên thì hợp hay không thì trước mắt, ví dụ các bác đang nghe bộ đấy rồi thì trước mắt là các bác nghe, các bác có thấy hay không thôi. Chứ đừng, các bác đừng hỏi em là có hợp không, bởi vì tai của em khác tai của các bác. Còn vì em là người bán hàng, em là người làm chuyên về audio, do đó em sẽ lên rất là nhiều những cái bộ phối ghép khác nhau, bởi vì nó liên quan đến kinh tế. Sẽ có những cái bộ tại sao em ghép với 390 AE với cả LX600 em đã làm rồi. Đấy, thì khi ghép với 390 AE thì cái tầm tiền nó sẽ thấp hơn khi ghép với đời 5930V như cái bộ này. Đấy, các bác hình dung như vậy. Đấy, do đó thì cũng nó cũng phải phụ thuộc vào cả một kinh tế, cái thứ hai là cái gu nghe nhạc của các bác. Đấy. Với con 930V này thì đánh với cả LX600 này thì tiếng cực kỳ căng các bác nhé. Nếu mà để mà so sánh chất âm nhá thì nó cũng vô cùng lắm, bởi vì nó có rất là rộng. Nhưng ví dụ so sánh ngay với những cái dòng xem như 580D ấy, thì 930V tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy, nhưng mà nó lại không có phần giải mã. 580D ấy, thì nó lại có phần giải mã. Nó có cái giải mã. Nhưng 930V thì âm sắc và tiếng nó hay hơn nhiều. Và khi nghe con 930V này với cặp LX600 này thì tiếng nó cực kỳ hay. Trung nó nảy hẳn lên. Còn đương nhiên bass của dòng 600 và 500 thì tiếng nó rất là tốt rồi. Mặc dù các bác nhìn loa thì nhiều anh em nhìn thấy nó thấy cái dáng của nó hơi bị cổ. Nhưng tuy nhiên LX600 và LX500 là hai cái dòng em bán rất là tốt, bởi vì tiếng nó hay. Đấy, dòng loa Đan Mạch. Mà thường những cái dòng này thì là củ Pháp các bác nhé. Có một số ít là USA nhưng vẫn là củ Pháp. Đấy. Cái khái niệm và cái gọi là về nó tính như thế nào được gọi là made in này, made in kia thì cái đấy em cũng chưa nghiên cứu kỹ, bởi vì đồn thanh nó rộng. Mà chả hiểu sao ví dụ như cặp này thì nó ghi ngoài thùng là made in Đan Mạch, nhưng ở trong thì toàn made in phăng xe củ ấy. Cái đấy phải nhờ những cái bác bảo làm cái bên sản xuất hay bên thương mại gì đấy thì chẳng là biết được. Rồi bây giờ các bác nghe thử cái cấu hình này xem có hay không. Thank you.
dài.